Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu tới cả nhà một sản phẩm nữa là siêu kích trắng vitamin B10 nha cả nhà. Hàng có sẵn ở shop nha mọi người, đến shop mua một hộp là được giá sỉ nha mọi người. Siêu kích trắng vitamin B10 nha. Đây là tem chống hàng giả của công ty nha cả nhà nha. Hàng bao chính hãng 100% nha mọi người. Chị em nào da chai lì dưỡng kem không trắng, mình nên mua một hũ về mình sử dụng nha. Nó sẽ giúp cái da mình nhăn trắng hơn, trắng từ 5 đến 6 tông da nha mọi người. Khi mình sử dụng á, mình trộn đều sản phẩm lên nha. Siêu kích trắng vitamin B10 nha mọi người. Da chai lì, râu trắng, nó sẽ giúp cho cái tông da mình lên tông từ 5 đến 6 tông da nha mọi người. Đây là tem chống hàng giả của công ty nha. Hàng bao chính hãng 100% nha mọi người, đến shop mua một hộp là được giá sỉ nha mọi người. Da chai lì không trắng thì bơi vào đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nào.